từng là top scorer của bảng A. Quyết định không dùng từ mức 13 điểm cho anh Kiệt. Đó là so when I'm going through the motions, all fours, now you got me broken. I'm sure that's what you were hoping. I'm yours, gave you my devotion. I'm less sore when I'm going through the motherfucking motions. I'm less sore when my heart ain't getting broken. Thì chỗ 26 nó không cháy luôn rồi.
chuyển ngân hàng thắng trước. Anh Kiệt bóng phất vào phải được ba đã có lỗi rồi. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, ba, một, chín, mười, ba giây, còn ba giây, ba, hai, một, hết giờ, kết thúc hiệp thi đấu nữa. Tỷ số hiện tại là 17, cách biệt chỉ là 3 điểm mà thôi. Yêu không? Được à? Phối Nguyên đường xá Flotter không có ai được vì bảo vệ Quốc Duy. Đây là Nguyên Hoa truyền cho Xuân Hoa. Quốc Duy đã thành công trả thứ hai. Đức Anh Phối Nguyên đường dành cho Hoa Mạnh Xuân Hoa có đường từ Phúc Duy truyền cho rất đẹp cho Hoa Hoa hai điểm cho Hoa trai game. Thời gian thi đấu hiện giờ đã là 6 phút. Bắn 35 trận. Chung nữa 3 điểm lên 2. Câu có lên 2. Đi có lên 2 chung nữa. Quốc bóng lên từ lòng trực. Chuyền rất đẹp với Quốc Hưng mất bóng rồi. Và là sổ luôn còn được 2 điểm. Từ em này lên 1 áp. Vân Phú 1 phá. Thôi mình còn 7 giây nhắn nổi cho đồng chào em rồi. Tiếu Hưng 1 phá. Vân Vũ 3 điểm. Không có 3 điểm cho Vân Vũ. Quỳ bao. Quỳ bao cho ấy đắt nhưng Vũ em ở lắm hơn không? Vân Vũ. Vân Vũ gần được Vũ. 2 điểm. Ông tận dụng được pha phát quyết của rồi. Trung nếu Nguyên Hà Trung Hà Lốt tờ Mở đôi ra đôi luôn. Mình vô bấm thức được không? Mình vô Lắm chạy. Lắm chạy. Mười, chín, tám,
ai ở đây thì hiểu rồi. Ai, ai, một. Em mở năm một các đồng đội của mình chơi chậm lại. Yeah, lắm chậm. Gần vô. Chuẩn qua. Lắm chậm. Ba nữa. Không có ba nữa lắm chậm. Thì là Bảo Thái. Bảo Thái. Chuẩn phá. Mất bóng rồi. Thủ mất. Đây là Quốc Duy cầm bóng cho anh Kiệt. Anh Kiệt Tào Thái. Mình sẽ là anh Kiệt còn 10 giây đánh đổ vô đó. Trần Huy không có 2 điểm cho Trần Huy. Bóng chạy 1 đánh 2. Step back 3 point. Quyết định không dùng từ lúc 13 để cho anh Kiệt. Đó là anh Kiệt. Anh Kiệt đang lất nóng như con cháu này. Ba trái ba người cho anh Kiệt thôi. Trần Huy 5 giây đánh đổ cho UAS. Bảo Thái thâm sách. Đột phá 2 điểm cho Bảo Thái. Rất khỏe. Rất rất khỏe. Cô ơi, Bảo Bố, Hiếu Hồng. Quyết định bắn đa luôn. Không có 3 điểm cho anh Kiệt và Rila bởi UFM. Lắm chuyện tầm bóng. Có vô hướng vô. Lắm chuyện flop to. Rila cho phi ra. Anh Kiệt. Anh Kiệt. Đúng người. Đây là anh Kiệt. Chuyền cho Bảo Thái. Có bộ đứng từ Phi Lâm. Trấn Huy đột phá. Mất bắn rồi. Có steal dành cho Hiếu Hưng. Đang chạy. Quá to. Ai nhìn vào đang chạy. Còn 10 giây đến nổ cho UAS. Không có em ngon như thế. Tài là thành công của Bảo Thái. Tỷ số là 22-24. Quyết định chơi chậm và đầy đồng độ. Việc bổ rất hay. Tôi quên. Đột phá. Vân vũ. Là không ơi. Đi không. Đột phá. Đánh đánh ngay đánh đổ cho quên rồi.
chung kết 3 điểm với chung kết 0 và 3 điểm. Rồi, lần 4, lần 4, Hiếu Hồng phê đầu đây, không có 2 điểm kia thôi. Nó đã sợ, Hiếu Hồng lại cùng trận đấu, đừng mắc bóng rồi. Trung Hiếu, Xuân Hoàng, mất bóng, xe lên trong bên giờ. Lần 4, thời gian thi đấu còn 1 phút. Quân ơi, tạm được bóng. Thời gian thi đấu còn 1 phút. Đá hóa xe của mình Huy Hoàng. Nên dở dễ dàng cho Huy Hoàng. Tạm được từ giờ là 8 điểm rồi. Trung Hiếu. Trung Hiếu tấn công. Nguyên Bản. Có thể nói
đường trường vừa rồi là sự thể hiện về sự lâu năm và kinh nghiệm của anh. Thank you.